Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều hạnh phúc các bạn ha. Đến hẹn lên thì Năm Thu quay trở lại điểm bán mai vàng online của anh Tám, tọa lạc tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như là thường kỳ là anh Tám là chuyên nhập về những cái giống mai nhỏ nhưng mà thuộc dạng mai giống ha, để các bạn mà có nhu cầu là nhu cầu mà đem về cho mình ghép cho những cái cây mai, những cái phôi mai. Thôi chúng ta sẽ gặp lại anh Tám ha, anh Tám quen thuộc. Hôm nay là cái clip chào giá báo giá mai được chào giá vào ngày 11 tháng 3 2020. Rồi anh Tám đây. Hello Tám ơi. Hôm nay có gì mới không em? Dạ hello mọi người. Trước tiên thì Tám cũng xin cảm ơn tất cả mọi người như tuần qua đã ủng hộ cho Tám, coi như là bán hết sạch những cây chưa lên clip cũng đã bán hết luôn. Những anh em ở miền Đông hay là miền Bắc gì đó, chắc chắn là Tám là đóng thùng là gửi đi chắc nhận được hết rồi ha. Tám cũng xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi. Hôm nay Tám sẽ về những cây mai rất là nhiều loại, ghép được luôn, bo rất nhiều. Bây giờ nó nhiều quá không kể siết cho hết thì đỡ nữa. Khi nào mình tính lô nào thì mình tính ở đâu đó. Rồi. Nha mọi người. Rồi Tám thân mến, trước khi mà chia sẻ những cái lô mai hoặc những giống mai, anh Năm đề nghị Tám là mình báo lại cái số điện thoại, địa chỉ cũng như là cách thức kinh doanh của mình để cho các bạn mà chưa có dịp giao dịch với Tám thì có thể là biết được những cái thông tin đó để giao dịch cho nó dễ dàng hơn Tám ha. Đây, cái số điện thoại của Tám là 0903175207. Tám mọi người lưu ý rằng ha, là Tám sẽ là ship miễn phí cho tất cả những người ở trên thành phố Hồ Chí Minh, không lấy tiền ship, chỉ lấy tiền cây. Còn những ở tỉnh thành khác ở trên Việt Nam thì Tám không bao ship. Phần của Tám thì Tám sẽ đóng thùng xong Tám sẽ chuyển ra bến xe, coi như vậy là Tám đã ship rồi nha mọi người. Rồi ok Tám, cảm ơn Tám. Vậy hôm nay ngày chào giá, lô hàng được chào giá vào ngày 11 tháng 3 2020. Tám đã nói là có giống mới giống lạ. Vậy giống mới giống lạ là giống gì, Tám chia sẻ Tám ơi. Dạ hôm nay là chỉ có Tám cũng bán lô mà chỉ có số ít thôi. Thứ nhất là ở đây trước mắt là có một cây cúc 150 cánh. Mọi người ơi, Tám về vườn á, về dưới á thì cúc 150 cánh này nó rất là hiếm. Nó vô vườn thì có cây bản dày, rồi cây nhỏ hơn, cây nhỏ hơn giống nữa. Thì Tám đã chọn cái lô cây lớn để về Tám bán cho mọi người để có bo mọi người xài. Còn như chỗ khác, nếu như chỗ khác người ta có bán, cái giá tiền nó thấp hơn là do cái cây nó nhỏ hơn nha mọi người. Dạ các bạn lưu ý là do cái cũng là một giống mai, cũng mua, cũng tìm một vùng đem về để chào bán. Nhưng mà các bạn lưu ý là do cái size cây, mỗi một cái size cây nó khác nhau. Thành ra khi mà Tám hôm nay là Tám chọn cái size cây lớn. Khi mà chia sẻ cho các bạn hãy nhìn kỹ cây trước khi mà chuẩn bị ném đá hay là gửi thư tình thư gì ha, chứ đừng có dội vàng mà ném đá dội tội nghiệp cho Tám nhà tôi. Thôi ba giống cây này giống cây gì đây em, chia sẻ đi em. Thứ nhất là lá ngọc cành vàng. Rồi thứ hai là cúc 150 cánh. Cúc 150 cánh. Rồi thứ ba là cúc bi. Rồi, người ta ok. Gọi là cúc tiên sinh đó. Rồi. Có nụ luôn nha mọi người. Thôi mình nói rồi mình cứ nói cúc bi đi ha, cho nó gọn ha. Có người cúc tiên sinh thì gọi là cúc bi đi. Khoái bi nghe bi là khoái rồi. Rồi. Ở đây là tất cả những cây của Tám đem về đều có gốc quái hết nha mọi người. Rồi. Thú gốc quái hết. Thôi, bây giờ tóm lại vậy. Cái lô hàng được chào giá gồm có 3 chủng loại cây: lá ngọc cành vàng, cúc bi, cúc 150 cánh. Rồi ok. Lô số 1 được chào giá là bao nhiêu đây em? Dạ, lô số 1 được chào giá là 1 triệu. Lô số 1 được chào giá là 1 triệu mốt, các bạn lưu ý. Mai kỳ đợt này là giống to hơn những đợt khác, thành ra cái đơn vị nó đơn vị tính ra quy ra tiền, quy ra giá thì nó hơi nhích hơn chút xíu, các bạn lưu ý ha. Mỗi một đợt cây về nó cái size cây nó khác nhau thì giá tiền nó cũng khác nhau. Rồi. Lô thứ nhất được chào giá là 1 triệu mốt hả Tám? Dạ. Rồi. Gồm có cúc bi, cúc 150 cánh và cái lá ngọc cành vàng được chào giá là 1 triệu 100 ngàn. Các bạn có thể chia sẻ về ha, mang về. Cái này có nụ nha mọi người. Các bạn có thể ghép dùng nó giống. Cả 150 cánh cũng đang có nụ có bông luôn nha. Rồi ok. Đều ghép được hết á. Rồi. Bo ghép được hết nha. Xin mời lô thứ hai. Xin mời lô thứ hai.
lô thứ nhất được chào giá là 1.100.000 của ngày chào giá hôm nay là ngày 11 tháng 3 2020. Tiếp tục chia sẻ các bạn, lô số 2, đầu tiên thì Tám sẽ bán lô và cuối clip và bán lẻ từ cây ha. Cũng là lá ngọc cành vàng, cúc 150 cánh và cúc bi. Rồi, lô số 2 được chào giá bao nhiêu đây em? Dạ, lô số 2 này cũng được chào giá là 1.1 triệu. Cũng được chào giá là 1.1 triệu. Các bạn lưu ý Tám xây bằng xây mấy lần là các bạn có thể nhìn được cái dốc dáng của từng em một ha. Để các bạn mua hàng được chuyển để bán theo lô chứ không có bán xe lẻ các bạn ha. 1.1 triệu. Rồi, 1.1 triệu đây. Rồi, lô số 2. Xin mời lô kế tiếp. Lô kế tiếp. Xin mời lô kế tiếp, lô số 3. Các bạn thân mến, lô số 3 cũng là 3 giống mai đúng không Tám? Dạ, đúng rồi. 3 giống mai cúc 150 cánh, cúc bi với lá ngọc cành vàng. Đây. Hay là đế quái không nha mọi người, cúc bi ha. Cúc bi là các bạn có thể là dung dưỡng là Tết mình có một cây bonsai để bàn được là các bạn có thấy cúc bi nó có bộ rễ rất đẹp. Cây cúc bi là cây là thường thường là ghép với bộ rễ lớn phải không? Còn dạ, mấy cây kia là cây gốc nhớt. Ghép cúc bứng anh. Gốc nhớt ha, còn mấy cây cúc 150 cánh với lá ngọc cành vàng là gốc nhớt. Dạ, gốc nhớt. Còn nhưng mà gốc của cái thằng cúc 150 cánh này nó có thể bằng ngón tay út hoặc ngón út ha. Rồi, ok. Cũng lớn lắm. Cái lô số 3 được chào giá là? Cũng là 1.1 triệu nữa. Lô số 3 cũng được chào giá là 1.1 triệu. Các bạn có thể bút về để mà mình làm giống để mình ghép đó các bạn. Mình tôi thấy đợt mai này về là lá rất là xanh. Qua vừa rồi nông thôn mới vừa đi miền Tây hôm qua thấy mấy khu vực mà mấy cái tỉnh mà miền Tây mà gần biển sơ sát luôn, tất cả những cây giống, những cây gì giống quý là họ phải cầm chừng, họ mua nước suối về các bạn, nước thùng về họ tưới nó các bạn, rất là khó khăn. Thành ra cây nào cây nấy sơ sát, nhưng mà lô hàng nông thôn thấy là lá nó cũng còn khá thanh tốt. Rồi, lô thứ ba cũng được chào giá là 1.1 triệu. Xong rồi, xin mời em kế tiếp ạ. Xin mời lô số 4. Lô số 4 đây. Cúc bi nó có ghép vào gốc bứng mà cúc bi. Cúc 150 cánh và lá ngọc cành vàng. Lô số 4. Ok. Lô số 4. Lô số 4 này đây là được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, lô số 4 này cũng được chào giá là 1.100.000. Lô số 4 này cũng được chào giá là 1.100.000. Lô số 4 này cũng được chào giá là 1.100.000. Vừa là gốc đợt này về là tặng đế quái không nha mọi người. Không có đế thường nữa. Rồi, ok, tiếp tục chia sẻ với các bạn lô. Xong rồi Tám ơi, tiếp tục chia sẻ em kế tiếp đi, lô kế tiếp đi. Lô số 4, số 4 rồi. Lô số 4. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn lô số 5. Lô số 5 đây, em này em gì, em này tên gì, Cúc Bi phải không? À, cúc bi em này, trong cái lô này cái em cúc bi này có bộ đế rất là yêu. Có nụ luôn nha. Nó có nụ rồi. Cái này ngày mai nó nở là hé rồi, nụ hé rồi. Phải nó nở sớm mình coi được mặt bông đó ha. Đây cúc em cũng bông nhưng mà đẩy nắng mấy đây. Nắng quá nó rớt rớt cánh hết trơn rồi. Lô số mấy đây? Dạ, lô số 5. Lô số 5 cũng là ba giống mai tiêu biểu là cúc 150 cánh, là nữa cúc bi và lá ngọc cành vàng. Lá ngọc cành vàng trong thời gian gần đây thì nông thôn thấy có nhu cầu họ sử dụng cây này rất là lớn nè. Có lẽ là do từ cái giống mai mới á, đột biến rồi người ta nhân giống ra, thành ra nó cũng còn hạn chế về vấn đề số lượng. Tại vì anh em cho comment nha, người ta điện thoại vậy kêu lá ngọc cành vàng nên tấm là lấy về. Lô số 5 cũng được chào giá là 1.100.000 đồng.
Rồi, ok, xin mời lô kế tiếp, lô số 6. Được chưa năm ơi? Rồi rồi em. Xin mời lô số 6. Lô số 6 này có giống gì lạ không Tám? Dạ, bắt đầu qua lô số 6 này là cúc đọt đỏ nha mọi người. À, lô số 6 thì cái chủng loại giống thì đã được thay đổi. À, cúc đọt đỏ dưới cúc gì? Dưới cúc bi. Cúc 150 cánh và lá ngọc cành vàng. Thì thay đổi là cúc đọt đỏ thôi. À, chỉ có thay đổi là từ cúc bi qua cúc đọt đỏ. Các bạn lưu ý, lô thứ 6 là thay đổi giống, gồm có ba khủng ba giống là cúc bi, cúc đọt đỏ dưới lá ngọc cành vàng. Mọi người để ý ha. Cái cúc đỏ này á, nó lên cái màu đỏ, là cái lá non lên màu đỏ. Cúc đọt đỏ cái lá non nó màu đỏ ha. Lấy bo rất nhiều nha mọi người. Rồi, lô số mấy đây? Dạ, lô số 6. Lô số 6, lô số 6 chào giá là bao nhiêu đây? Cũng là 1 triệu mốt. Lô số 6 cũng là 1 triệu mốt, có cái giống cúc đọt đỏ ở đây. Đọt đỏ. Rồi, xoay em lên cái. Rồi. Nè, 150 cánh mọi người thấy nụ quá trời luôn. Người thấy nụ nhiều ha. Xin mời lô kế tiếp. Xin mời lô kế tiếp. Mới làm đây đổ mồ hôi rồi. Trời nóng quá. Trời ơi á, chuẩn bị nó bước sang cái giữa cái thời giao mùa, giữa mùa khô với mùa mưa. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn là lô thứ mấy? Lô số 6 hả? Lô số 7. Lô số 7. Cũng là cúc bi với lá ngọc cành vàng với cúc đọt đỏ phải không? Dạ. Cúc đọt đỏ đâu? Em cúc đọt đỏ không? Lô đây là lô số 7 nha các bạn. Rồi, lô số 7 này rồi, ok, để chia sẻ cùng các bạn có thể ngắm nhìn mấy cái body, mấy cái chân dung của em này ha. Rồi, lô số 7 cũng được chào giá là 1.100.000. 1.100.000. Tám ơi, nhắc lại số điện thoại mình em. Dạ, số điện thoại của Tám là 090 317 5207. Rồi, ok. Rồi, xin mời em kế tiếp, lô số 7 xong rồi. Rồi, xin mời lô số 8. Số 8 này, cúc đọt đỏ có đáy quái nha mọi người. Ồ, lô số 8 này, cúp đọt đỏ đây. Cúp đọt đỏ, lô số 8 đâu rồi? Bỗng là ba em. Lô số 8 cúp đọt đỏ với cúp 150 cánh và lá ngọc cành vàng. Lô số 8. Lô số 8 này các bạn. Lô số 8 mình cũng chào giá là bao nhiêu đây Tám? 1.100.000. Lô số 8 cũng được chào giá là 1.100.000. Mỗi một lô thì khi được bóc vào ghép vào một cách ngẫu nhiên, thành ra có những cây này nhích hơn cây kia nhích hơn cây nọ, nó là chuyện bình thường thôi các bạn ơi. Nhưng mà nó khác cái đấy. Đúng rồi, tại vì mình bóc ngẫu nhiên ở đây ý năm thu nó là trộn giữa ba giống thôi, chứ thật ra nếu mà cúc đọt đỏ với cúc bi thì nó ngang nhau, hoặc là lá ngọc cành vàng nó giống nhau, nhưng mà khi được ghép ba cái với nhau thì nó có cái sự nó chênh lệch, nó không có giống, không đồng bộ đó. Các bạn cũng thông cảm, do mình bóc ngẫu nhiên thôi. Rồi, lô số 8 được chào giá là 1.100.000. Rồi, xin mời em kế tiếp. Hai cây hơi lớn, hơi nặng, đâm cho nên không được phục lắm. Cây hơi lớn hả? Này, lô số 8. Tiếp tục chia sẻ với các bạn là lô số 9. Lô số 9 các bạn ơi, lô số 9 đây. Lô số 9 đây. Cúc đọt đỏ, lô số 9 cúc đọt đỏ. Cúc 150 cánh và lá ngọc cành vàng. Lô này lô số 9. Lô số 9. Lô số 9 được chào giá
1.100.000. 1.100.000, lô số 9 cũng được chào giá là 1.100.000. Các bạn lưu ý ba giống mai tiêu biểu cúc đọt đỏ, cúc 150 cánh và lá ngọc cành vàng. Ok, ai xin mời lô kế tiếp. Cúc đọt đỏ này không có nhiều đâu mọi người. Tại vì lâu lâu người ta mới làm một lần thôi. Do cái lô hàng người ta đánh một lần, ta làm một lần đó. Rồi. Rồi, xin mời lô số 10. Lô số 10. Lô số 10 đây. Cúc đỏ này. Cúc đỏ đỏ hả? Cúc đỏ này có cái bộ đế còn gì á. Rồi số 10. Cũng ba giống cúc đọt đỏ, cúc tổ hương. Đó là cành vàng với cúc bi. Cây cúc bi này, cái chậu này xanh tốt. Rồi, lô số mấy đây? Lô số 10. Lô số 10 các bạn. Các bạn kêu lô số 10. Lô số 10 đây. Lô số 10 đây. Lô số 10. Lô số 10. Lô số 10 rồi, được chào giá là bao nhiêu đây? 1.100.000. 1.100.000 rồi. Con gì đó ngon ơi. Con gì hả? Con kỳ kỳ phải không? Giống như con kỳ nhông kỳ đà. Chân một cái đuôi. Giống con kỳ nhông kỳ đà, giống con kỳ kỳ. Rồi, thôi xin mời em kế tiếp. Kế tiếp là lô số 11, lô số. Ấy, trời ơi. cái chậu nó mục quá. Không sao, không chút cho chỗ khác. Đó là con kỳ kỳ. Đúng là con kỳ kỳ. Con kỳ kỳ cứ đi theo kỳ kỳ. Để gom góc nó, để gom nó chạy nó. Chút làm khác đó. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn lô số mấy đây? Lô số 10 mấy? Lô số 11. Lô số 11, cũng là ba giống mai. Cúc đọt đỏ. Cúc 150 cánh đâu chưa thấy. 150 cánh đâu chưa thấy đây. Rồi, 150 cánh với lá ngọc bình vàng. Đây là cái lô số 11, cũng là ba chủng loại, ba giống khác nhau các bạn ha. Mai thì các bạn đã biết rồi, rất là nhiều giống, mà chưa kể một số giống mai mà bị đột biến. Thành ra bây giờ thị trường mai rất là nhiều. Nếu các bạn là sưu tầm thì nên tìm những cái giống mai lạ để mình có đủ bộ sưu tầm cho mình. Rồi, em lô hàng số 11 phải không? Dạ. Rồi, lô hàng số 11. Ok, được chào giá bao nhiêu đây? Lô hàng số 11 này được chào giá 1.050.000. Lô số 11, lô chào giá có 1.050.000 hả? Dạ. Lô số 11 này nó hơi nhỏ hơn chút xíu so với mấy kia. Lô số 11 chào giá là 1.050.000. Lô số 11. Rồi. Cái chậu xi măng này nó mau một lắm tám, chậu ngủ một ha. 1.050.000. Rồi. Rồi, xin mời em kế tiếp. Em kế tiếp là bắt đầu mình chào quá. Không máy á. Các bạn thân mến, bắt đầu em kế tiếp là được bán lẻ phải không? Dạ, được bán lẻ. Bắt đầu là lô cái số 12 là được báo giá lẻ các bạn, lẻ từ em 1 8 đưa lên. Rồi, báo cáo thông số lẻ đây là dạ. Giống mai tên gì đây em? Đây là hồng mai, có người kêu là mai cam đó. Hồng mai mai cam hả? Đúng rồi, năm thu có nghe mai cam, tưởng hồng mai với mai cam một thứ hả? Dạ, một thứ em. Cái bông nó mà hơi cam cam. Màu cam. Rồi, đọc thông số đi em. Dạ, thông số cây số 12 này là quanh 11, cao 45, ngang 45. Đây, em là em mai cam, có người kêu hồng mai. Nghe từ hồng mai, tưởng gì mai cam này thì mình biết mai cam rồi. Rồi. Cái em số này là số 12 nha mọi em người. Em số 12, ok. Rồi. Em số 12 được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, 500 ngàn. Em số 12 là cái mai màu cam, bông màu cam, cùng gọi là hồng mai, chào giá là 500 ngàn. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Rồi, đế quái không nha mọi người. Cái này trồng nhất lên lắm. Cái này nó hơi trồng vào đầu năm á. Cái đất nó sợp xuống. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 13 cũng là hồng mai phải không? Dạ, cũng hồng mai. Hồng mai, rồi báo thông số. Em
số 13 này thông số nó là vành 14, cao 52, ngang 50. Đọt bắt đầu đâm nha mọi người. À, đang phát triển, đang vào thời kỳ phát triển đây. Rồi, em số 12, 10 mấy? 13. 13 được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, 600 ngàn. Em số 13 Hồng Mai được chào giá là 600 ngàn. Rồi. À, tiếp tục chia sẻ với các bạn. À, ok. Xin mời em kế tiếp. Xin mời em số 14. Em số 14. Em số 14. À, cũng là Hồng Mai hả? Dạ, cũng là Hồng Mai. Em số 14 cũng là Hồng Mai đây các bạn. À, giống mai này có nhiều bạn không biết. À, à. Thật, ừ, à. Đẹp lắm. Rồi, bà có thông số đi em. À, thông số cây số 14 này có vành là 15, cao 52.045. Rồi, em số mười mấy? 14. 14. Em số 14. Cũng chào giá 600 ngàn. À, 14 Hồng Mai được chào giá là 600 ngàn. Rồi, xin mời em kế tiếp. Em số 14 rồi, xin mời em cô nàng số 15. Rồi, xin mời cô nàng số 15. Em số 15 cũng là Hồng Mai. Hồng Mai luôn. Cái này lớn hơn cái kia. À, Hồng Mai cái này lớn hơn. À, sai lớn hơn các bạn. À, nó có cái thông ngoài, nó nắng quá. À. À, em số 10, 10 mấy, 14 hả? Dạ, 15 anh. Em 15 được chưa? Bác có thông số. Dạ, thông số cây số 15 này là vành 15 luôn. Vành 15. Vành 15, cao 70, ngang 55. Rồi, ok. Chúc chào giá 700 ngàn. À, em số 15 được chào giá 700 ngàn. Em số 15 được chào giá là 700 ngàn. Đế ở đây hơn mọi người nha. Có đế hết, cái cây nào cũng có đế hết. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Rồi, em kế tiếp bắt đầu qua em bạch mai. 16, đây là giống mai trắng, còn gọi là bạch mai. À, à, muốn mai trắng. Đây, bạch mai đây các bạn. Em số 16. Mai là rất hiếm nha mọi người. Em số 16. Bây giờ có ít người có lắm. Mai là mai miếng điện sao phải không? Dạ, đúng rồi. Mai miếng điện, cái lá nó trắng. Nè, lá trắng còn lá mới ra. À, hồng, à, đúng rồi, mai miếng điện nó vậy. À. Còn nó có loại mai mà cái lá xanh và bông trắng nó khác. Lá xanh tròn tròn, nó kỳ 8 con cây á. Dạ, dạ. Rồi, cái mai miếng điện. À, bộ đế cũng đế quái không à, nhỉ? Mai trắng rồi. Này về là toàn đế quái không nha mọi người. Có thông số em bạch mai đi. Dạ, cái em bạch mai này nó cỡ cỡ ngang ngang nhau ha. À. Chỉ nói là chung chung thôi, như là cái hoành của nó là 11 và nó cao 42 thôi. Bị ngang nó cũng có như đây, nó cỡ 2-3 tấc nha. À, cỡ hơn 2 tấc chút. Rồi, cái bạch mai được chào giá nhiêu đây? À, 600 ngàn. Được giá 600 ngàn. Cây số mấy đây? Dạ, cây số 16. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Em số 17. 17 cũng là bạch mai luôn phải không? Dạ, 17 cũng là bạch mai. Rồi, em số 17 đây có cây tử nè các bạn. À, em số 17 có nhánh tử, có cây tử. Em số 17. À, báo cáo thông số em số 17. Dạ, em số 17 này. Hoành của nó cũng là 11. Dạ, nó cũng cao cỡ 42. À, đây là bạch mai các bạn ha. Rồi, em số 17. Rồi. À, bạch mai lúc này cũng ít người có lắm nha mọi người. Chào giá, được chào giá. Được chào giá 600 ngàn. Em số 17 được chào giá là 600 ngàn. Ok. Rồi, xin mời em kế tiếp. Xin mời em số 18. Em số 18 này có bộ đế quái nha. 18 cũng là bạch mai luôn phải không? Phải không? Bạch mai luôn. À. Bạch mai luôn. À. À, bạch mai. Đây. Là báo cáo thông số. À, em số 18 này có cái hoành là 10. Cao 35. Có bộ rễ đẹp. Cũng được chào giá 600 ngàn nha mọi người. Được chào giá là 600 ngàn. Có bộ đế quá chút. À, đế hay quá chút. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Em là số mấy rồi? Em số 18. À, xin mời em số 19. Phải không? Em số 18 hả? Đúng không? Dạ, em này số 19. Em số 19 hả? À. Đánh số vô trước liền đi, đừng quên. À, em số 19 đây các bạn, cũng là giống bạch mai đây. À, bỏ có thông số em số 19. Em số 19 này có hoành 12, cao 46.
cũng được chào giá 600 ngàn. Được giá là 600 ngàn, em sơ mì chín. Có quá nha mọi người. À, lộn cái gì sao giờ về hả? Rồi, tiếp tục chia sẻ. Mời em kế tiếp. Lộn hả? Thấy mà nhìn vướng giác chắc lộn cái gì vậy? Em số 19, em số 20, không đưa tiếp em số 20. Lộn số mấy? Không có lộn. Không có lộn, không nhảy số không sao. Thôi khỏi trùng lắp hai số thôi, có nhảy số không sao. Em số 20. Em số 20 này có cái bộ đế. À. À, nhìn cái mặt vướng giác là biết rồi, có vấn đề gì rồi. Em số 20. À. Em nó... số 20 này có quành 13. 13. Dạ, cao 10, cao 45. Ừ, cao 45. Chào giá 600. Được, chào giá là 600 ngàn bạch mai. Nó nhảy số thì không sao, nhảy số thì mất một số, chứ sợ hai số nó trùng nhau thì dễ bị rắc rối. Rồi. Đây là bạch mai ha. Em bạch mai. À. À, ok, được chào giá là 600. Rồi mình còn cái nào khác không nào? Rồi, chuẩn bị lên giống khác nữa nha mọi người. Rồi. Bắt đầu mình đánh đại lộc ha. Rồi, đọc trên, lớn. À, tranh thủ. À, trước khi lên đại lộc lớn đi. Mọi người thấy một cây đại lộc nhỏ, nó nở hai tuần nay rồi. Mọi người thấy không? Không đốt một bông. Không đốt một bông nào hết. À, cây này kiểu mẫu đây ha. Dạ. Rồi, ok mình đem lên. Đó, con chum chum. À. Rồi, cho các bạn thấy mặt bông được rồi ha, của cái lô hàng này. À, rồi mình đem cây lên tám ơi, thời gian không còn chờ đợi ai hết. Tiếp tục chia sẻ các bạn. Lộc lớn là em số mấy đây? 21. Em số 21. Rồi em số 21. Đây, đại lộc này cái phôm cây nó rất là cao các bạn, nó đầy nơm. Đầy nơm đây, báo cáo thông số. À, em số 10, chọn số 21 này có cái hoành là 16, cao 66, ngang 55. Rồi. Rồi. Em này được chào giá là 1.500.000. Chào giá 1.500.000, em đại lộc đây. À. Rồi các bạn thấy không, gặp đế đây. À. À, ok, em tiếp tục, em là số mấy đây? Số 21. Em số 21. À, xin mời em kế tiếp, em kế tiếp. À. Em kế tiếp là em số 22. À, dáng siêu. À. Em số 22 là cũng ngoài giống mai đại lộc phải không? Mai đại lộc. À, giống mai đại lộc. Này có thể lấy bo được rồi nha mọi người. Rồi, báo cáo tổng số. Thông số em số 22 này có cái hoành là 16, cao 65, ngang 55. Cũng được chào giá là 1.500.000. 1.500.000. Em số 22 hả? Số 22 giống mai đại lộc. À, giống mai đại lộc. Rồi. Ok, à, xin mời em kế tiếp. Quần tám quá, tám đổ mồ hôi, bởi vì lúc này tám mập hết nổi luôn, hỏi đi massage luôn. Mỗi khi mỗi tuần đi massage lấy bước mở ra, giờ mấy cái mai nó dắt thì kiệt sức tám rồi. Rồi xin mời em kế tiếp, em số 23. Em số 23. À, em số 23 đây. À. Rồi tám nay cũng thông báo luôn ha. À. Là cúc trăm long cánh có bán lẻ và lá ngọc cành vàng cũng có bán lẻ nha. À, các bạn có nhu cầu thì đến đây ha, à, liên hệ với tám. À, theo số điện thoại 0903175207. Rồi cái đại lộc này là số 23. Dạ, có cái hoành là 19, cao 62, ngang 62. 23. Được chào giá là 1.600.000 nha mọi người. À, chào giá là 1.600.000. Rồi, ok, tiếp tục chia sẻ với các bạn. Em số 24. Em kế tiếp. Tại cái chậu nó không có chậu nặng quá. Em số 24 phải không? Dạ, em 24. Em số 24 cũng là cái mai đại lộc đó các bạn. À, mai chậu à, mai đại lộc. Cái chậu đó lẽ là già rồi anh ơi. Cái chậu đó nặng lắm, chậu xi măng nặng. Rồi, báo cáo thông số em số 20. Em số 24 này có cái hoành là 18, cao 60, ngang 60.
được chào giá là 1,6 triệu luôn. Chào giá là 1,6 triệu. Em là em 24 hả? Dạ, số 24. Chào giá là 1,6 triệu. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Em số 25, gấp mập mập nha. Em số 25, Mai Đại Lộc, Mai Đại Lộc em số 25. Rồi, báo cáo thông số. Em số 25 này có cái hoành là 7, cái hoành là 29, cao 75 và ngang 65. Được chào giá là 1,7 triệu. Yeah. Rồi, em số 25 được chào giá là 1,7 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. Xin mời em kế tiếp là cô nàng số mấy đây? Số 26. Xa quá, hơi xa rồi. Những em càng về sau càng lớn, càng mập, càng nặng. Cái mặt bông rất là đẹp các bạn. Em số 26. Lá non đang đâm rất nhiều. Cây này được cái tàn tròn nha mọi người. Em rất tròn, tàn rất đều. Báo cáo thông số em số 26 này đi. Em số 26 này là hoành 25, cao 65, ngang 65. Em này được chào giá 1,750,000. Em số 26 được chào giá là 1,750,000. Tám có bán cúc 150 cánh bán lẻ ha. Lá ngọc cành vàng cũng bán lẻ nha. Rồi, thì mời em kế tiếp. Các bạn thân mến, Năm Thu chỉ làm clip và chia sẻ với các bạn thôi. Các bạn có cần giao dịch thì gọi trực tiếp theo cái số điện thoại của Tám vừa chia sẻ ha. Năm Thu chỉ chia sẻ các bạn là cách thức chăm sóc cây thôi, còn chuyện mua bán thì Năm Thu không có tham gia vô trong các nhà vườn. Các bạn lưu ý. Cây số mấy đây? Tiếp tục là cây số 7. 27. Tám cũng xin nói với mọi người một lần lên clip là Tám hay quên. Xin mọi người muốn mua cây thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Tám, chứ đừng có comment lên trên clip, tại vì nhiều khi Tám mất đi ship cây cho mọi người nên không có thể đọc kịp để đáp ứng cho mọi người. Comment trên clip là kênh của Năm Thu. Năm Thu thì tối mình mới mở máy ra mình xem cái kiểu comment mình trả lời, nhưng mà khi mà trả lời thì Năm Thu cũng gửi về qua bên nhờ các cơ Tám thôi, chứ Năm Thu là không hề tham gia vô vấn đề là chuyện mua bán. Các bạn cứ trực tiếp gọi cho Tám, đừng có nhắn tin. Khi mình đọc được thì cái cây đã bán rồi. Đúng rồi, các bạn lưu ý thông cảm giùm ha. Khi làm clip xong rồi Năm Thu rút đi luôn, Năm Thu không có quay lại, thì Tám muốn mua bán gì bán. Rồi, cây số mấy đây? Dạ, cây số 27. Cây số 27. Có đế hình, ở đây là hai cái chân của nó, đây là hình cũng con gì đó. Rồi, cây số 27 được chào giá. 27 này có... giá là 1,750,000 luôn. 1,750,000. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Còn không? Dạ, bây giờ là đã hết rồi anh Long ơi. Các bạn thân mến, em số 27 cũng là kết thúc cái chương trình chào giá hôm nay. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 2020. Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn cái chuông ủng hộ tinh thần cho Năm Thu. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Năm Thu những cái video mới nhất. Một lần nữa, Năm Thu chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như ủng hộ điểm bán mai vàng online của anh Tám tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thôi Tám ơi, chúng ta phải nói lời chia tay với các bạn thôi Tám. Xin chào mọi người. Tám cũng xin nói luôn cái lúc cuối này là những anh em ở tỉnh á, khi mua cây, xin mọi người Tám cho một cái tài khoản mọi người nộp tiền vô để làm chi. Tám biết Tám chốt cây cho người đó. Cũng mong với tất cả với anh em khi mua cây cũng đừng có hối Tám quá ha. Từ Tám sẽ ship, Tám hứa trong vòng 3 ngày Tám sẽ ship hết toàn bộ. Từ từ. Tám sẽ đặt hàng theo, Tám sẽ ship theo cái đơn hàng của ai
như thế nào Tấm sẽ ship theo. Mọi người đừng có sốt ruột, trong 3 ngày thôi. Rồi. Dạ. Rồi, còn vậy đó không? Nhắc lại số điện thoại đi. Số điện thoại của Tám là 090-317-5207. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Tám. Rồi, bye bye. Chúc Tám mùa mai bán đất hàng, bye bye, hẹn gặp lại. Cảm ơn.